Còn ngay bây giờ tiếp tục với những diễn biến về thời tiết đáng chú ý về thời tiết cho những ngày đầu năm mới. Dự báo thì Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay trời sẽ tạnh ráo, còn miền Trung thì chỉ có vài nơi mưa nhỏ mà thôi. Cụ thể thì diễn biến thời tiết như thế nào vậy chị Hương Liên? Và ừ, theo dự báo thì ngày hôm nay khả năng là đến trưa chiều miền Bắc sẽ vỡ mây hửng nắng, nhờ thế mà trời cũng đỡ rét hơn. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái là từ 17 đến 20 độ. Ở Bắc miền Trung chỉ có Thanh Hóa là có nắng, Vinh, Đồng Hới thì duy trì trạng thái nhiều mây trời rét 18-19 độ, Huế mưa rét 20 độ. Xuống Nam miền Trung, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa lạnh 23 độ, còn Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết thì nhiệt độ cao hơn 25-28 độ. Tây Nguyên có ngày đầu năm mới, thời tiết đẹp, trời nắng trên toàn miền, nhiệt độ rất dễ chịu. Ở Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột không quá 24 độ. Nam Bộ ngày đầu năm cũng tràn ngập nắng vàng, nắng nhưng không hề nóng, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng hay Cà Mau là từ 29 đến 32 độ. Cảm ơn chị Hương Liên với dự báo vừa rồi.